kèo hay quá. Vậy là nó dài dính luôn mà. Dài dạ, sớm nha, con coi dài dạ, ngang ngang xà lan mình đó. Rồi hôm nay chơi vậy nè. Má của cháu Hà tất nhiên là người quá đau khổ là vì nó ngay là tất nhiên cái mẹ của cháu Hà có nói rằng là tất nhiên trong một giấc mơ chim bao, nghĩa là mẹ cháu Hà là cũng có gian giấy. Hà ơi, nói cho ngay cái sự chết chóc của con mẹ không hiểu như thế nào, nhưng mà mẹ cũng gian giấy hoài hàng ngày, mong rằng con về báo mộng cho mẹ biết. Đó là lời của mẹ cháu Hà nói nha, là mong rằng cháu về đây là cũng như con về đây báo mộng cho mẹ biết. Nhưng mà nó ngay là mẹ của cháu Hà là tất nhiên đã có là tất nhiên nức nở và tức tử những lời đã nằm trong cái giấc mộng thấy con mình về. Nó mẹ ơi, con về tất nhiên về cũng không muốn được, nó bị nó ngay anh Tấn anh cũng có mướn ông thầy bùa xuống tụng kinh nên thử muốn giữ con ở lại mãi mãi nên thử không có sức hồn về được. Nhưng mà nó ngay sao con về được, con báo mộng mẹ biết là anh Tấn anh quýnh con bể sọ gãy con cốt và gãy hai cái ba sườn. Đó là lời tức tưởi của mẹ cháu Hà đã phát biểu khi bà muốn ngất xỉu luôn, bà muốn chết tại chỗ luôn. Đó là tất nhiên sau này lạc nghĩa là tất nhiên là mẹ của cháu Hà đã quyết định rằng một cái giấc mơ của mình con mình kêu bằng lời nói sự thật nghe rõ ràng trong giấc mộng thì tất nhiên cho đến bằng tầng là tất nhiên lý do gì mẹ cháu Hà không cho vô nhà là vì mẹ cháu Hà nói mày là cái thằng thủ phạm giết con tao tàn nhẫn bắt lương như thế, có nghĩa là nên tự không dám cho mà vô nhà là vì nhà này là nhà của con tao, tờ giấy riêng tư của nó chứ mày không dính dấp gì mà cho mày vô nhà không biết mày có thái độ gì như thế nào không hiểu nữa, nó thử không cho mày vô nhà này mày là cái thằng phải nó tàn nhẫn bắt lương nhân đạo mày không có, nên thử là cái xua đuổi không cho thằng Tấn vô nhà là điều đó nó rõ ràng là chính xác. Nếu đổi ngược là gia đình ai cũng là phải như vậy thôi, nhưng mà nếu đổi ngược là gia đình cháu Hà là tại vì người ta nó quá hiền, cái nhân hậu người ta có, gặp những gia đình khác chặt đầu mày rồi đi ở tù luôn cả đám. Yeah. Nói cho mày biết vậy đó. Yeah. Là tại vì gia đình của cháu Hà người ta nó quá nhân đạo, nghĩa là con người ta mắc á, người ta quá đau thương. Mà bây giờ tôi muốn đổi ngược lại là thí dụ bây giờ Nhân Tấn nè, mày nghe nè, thí dụ ý cái sự việc này mày đã có liên can với vợ mày trong việc này, không nặng thì nhẹ, không ít thì nhiều, mà mày còn cái thái độ như thế này nữa nè, để sau này đi rồi xong sự việc đám tiệc đi rồi bắt đầu ra làng tờ giấy nọ kia không biết ai là người đuổi ai, mày đuổi mẹ vợ mày ra khỏi nhà đuổi được không, mày có tư cách gì, nhà cửa được mày hay sao? Hiện bây giờ tờ giấy này của anh vợ mày là cái ông thứ hai đã có ra chánh quyền, đã có luật sư công chứng đâu đó rõ ràng rồi đối chiếu, mày có bằng tay không à? Mày có bằng tay không à? Ở cái nhà này nè, còn cái vụ xà lan nãy giờ tao nói xong qua hồi rồi tất cả rồi đó, nếu mày muốn cầm cố bán xà lan mày chờ đi, mày chờ có giấy chứng tử của cháu Hà đi, rồi sự việc mày muốn bán được mà cũng phải có sự đồng ý, cái sự hưởng ở trong cái phần này nè, thừa kế của con mày Lạng Linh nè có nè, thằng con trai mày nè có nè, mày bây giờ mày tuyên bố chơi ở xà lan tôi bây giờ tuyên bố 5 tỷ thách đấu thằng Asin 5 tỷ, mày còn nói câu quá bảm, ý sự việc như thế mày còn nói bảm như thế, cả gia đình của thằng Asin vợ con đó mà mày muốn nói một thêm cái dòng họ của bên Asin gom đủ số tiền, xin lỗi mày nếu mày cho chơi không, tao có 5 tỷ chơi với mày nè, mà tiền của mày chính thức mày sao kê ra mày bỏ trước mặt đi hả, tao chơi với mày nè, còn cái này cũng như là mày hù, mày mướn YouTube lên hù để cho mày lấy lại cái chỗ công bằng cho mày là đúng, nhưng mà phát biểu cái câu này mày chết rồi. YouTube nó có hỏi anh khẳng định rằng anh là người vô tội hay không, tôi khẳng định rằng tôi là người vô tội không, cái chỗ nếu mày là sự thật tôi khẳng định tôi là người không phạm tội, mày phải nói câu này như tao nói gì nè, con này tôi khẳng định tôi là người không phạm tội không, để cơ quan người ta làm việc, cơ quan điều tra người ta làm việc, cái chỗ này khẳng định không, cái chỗ này là tất nhiên, mày nghĩ đi, hình như tất nhiên nhà con Hà nó cũng chặn lời nói mày cái chỗ đó đó, nên tự mày mới nói cái tiếng không đó, còn mập mờ quá chứ, mập mờ quá mập mờ.
lưới trời đồng lộng à, mày không có thoát được đâu Tuấn ơi, tao quy kỳ mày không có thoát đâu, mày không nặng là nhẹ chứ mày không có thoát. Nhưng mà muốn nói rằng tôi cũng xin nói gõ thế này nè, nó ngay cơ quan thực thi pháp luật thì nói cho ngay, tao làm việc quy cách của theo họ, nói chung trong vấn đề bí mật mình không hiểu được. Theo đúng lẽ đó, chiếc xà lan của mày đó là cơ quan có quyền niêm phong tại chỗ, nhưng mà cơ quan cho mày á, mày lấy cái đò đi kệ mày đi, mày lấy đi là kệ mày lấy mày, nhưng mà ở đây người ta có nhân chứng hết trơn rồi à, nội là một rồi, tất nhiên là khám tử thi nè của vợ mày nè, trong phổi không nước nè, trong bụng không nước nè, nội bao nhiêu là kết quả là nghe người ta nghi ngờ vợ mày chết ở trên khô chứ không phải là chết dưới nước. Nhưng mà nó ngay nhiều khi làm việc với mày thì quá dễ rồi đó, nhưng mà nhiều khi á, thời gian dài là sao, là vì nó ngay thời gian dài là cơ quan người ta muốn nắm chứng cứ toàn bộ ở nơi đây nơi này nơi nọ, khi mà đâu vào đó rồi, nếu mà mày là người kết quả sự thật rồi đó hả, tao nói dính một về á, chứ đừng nó mình nên mày, mày đừng có tự tin quá. Tôi nghe chú Tuấn hồi có lúc mà khi ở trên này là cào móc nổi cháu Hà lên, là lúc đó thì tất nhiên chú Tuấn là lúc đó chú Tuấn đang ở dưới là về Lục Bình của còn đảo Đài Loan, là đi xuống đò chạy về, thì tất nhiên là chú có nói rằng là tất nhiên Dượng Mừ à, Dượng Mừ điện hỏi rằng mày đang ở đâu, thì chú Tuấn trả lời rằng tất nhiên ở dưới đám Lục Bình này nè, đang chạy về à, bây giờ người ta cào vợ mày nó nổi lên gần gần chỗ xà lan rồi à, chú Tuấn có trả lời trên máy, chú Tuấn nói rằng không lẽ nó gà dính sao ta à, không lẽ nó gà dính sao ta, rồi bắt đầu đò chạy dài dài gì trên này nữa, hình như cũng có người điện nữa nhưng mà tôi không nghe ai điện. Nhưng mà chú Tuấn có trả lời rằng chú Tuấn có nói rằng là như là chú Tuấn nói rằng cào nổi lên rồi, nổi nổi chứ có gì đâu, nổi thì nổi chứ có gì đâu. Đó là lời chú Tuấn có phát biểu một câu, nổi lên, nổi nổi lên chứ có gì đâu. Ờ, tại sao nó không vớt mà nó chờ giao thông ra vớt gì đó con không biết nữa. Là tôi nghe lời chú Tuấn nói như thế vậy đó. Đó rồi tất nhiên sau này là tất nhiên từ lần là tất nhiên chú Tuấn mới điện với Dưỡng Chính gì đó, nói Dưỡng Chính ơi xuống kè xà lan con vô bến đi để ngoài người ta phá. Đó là lời chú Tuấn phát biểu cái câu vậy đó, là kêu Dưỡng Chính kè dùm xà lan vô trong bến để ngoài người ta phá nha. Chú Tư ơi, điểm này cho con hỏi sao mình không chạy vô mà phải kêu xà lan khác kè chứ? Là vì chú Tuấn nói rằng cũng như là máy chú Tuấn hư mà, hư nên làm sao chạy được, nên thử mới nhờ Dưỡng Chính kè. Nhưng mà cái tiếng hư này là do chú Tuấn phát biểu nói, chứ sự thật rằng máy chú Tuấn không hề hư, là vì lý do nó có trong đó, nhưng mà tôi không biết lý do gì đó. Nhưng mà sau này tất nhiên bây giờ đò chú Tuấn là tất nhiên bây giờ chú Tuấn nói chú Tuấn hư, chú sửa ở thợ nào chú dám dẫn ra không, thợ nào dám công bố rằng thợ sửa cho chú là cái máy hư cái gì chú dám dẫn ra không. Hai là chú nói rằng trước kia chú có phát biểu rằng cũng như chú có mua thêm hai cái bình để thắp sáng để mà đi gà mò kiếm vợ của chú, hay là không lẽ hai cái bình này chú lấy ra, nên thử là bây giờ mắc hai cái bình này rồi, nó thử đề mới không được chú mới cho máy là hư. Tôi khẳng định câu này à, chú suy nghĩ kỹ đi, là vì tất nhiên bị hai bình đề, nếu bình đề nhẹ của chú nhẹ nhất là phải từ 150 đến 300 cái, mà đề là máy của chú của bên đề là phải đề 24, mà 24 phải bình đôi 150, tất nhiên hai bình ra 300 ampere, mà nếu bình 200 ampere thì tất nhiên bình đôi phải ra thành 400 ampere. Mà tôi nói chú biết, nếu bình 150 ampere nước nôi đầy đủ chú bỏ lên cân 45 kg một một bình, bình 150 ampere, bình 200 ampere khoảng 60 kg một bình. Tôi đã có xài qua bình 150 ampere, bình 100 ampere, bình 200 ampere luôn. Hiện nay tôi là xài máy 4 máy ngoài nè à, tôi đề có 12 thôi, bình tôi là tất nhiên bình 150 ampere, còn chú đề là tất nhiên cô bên bình đôi là tất nhiên phải là đời 24, mà 24 thì nhẹ nhất phải bình 150 ampere, 150 ampere thì hai cái cộng vô là tất nhiên phải 90 kg, mỗi bình 45 kg. Tôi khẳng định cho chú.
Nhưng mà sự việc đó ngay thấy chú thì cũng đáng thương. Nhưng mà thương á, là phải chi chú thật lòng. Ví dụ bây giờ sự việc nó có xảy ra như thế nào, nếu chú là người được, nghe là cái tâm mình đã giác ngộ được, thì tất nhiên ở đây tôi cũng nên đáng thương. Mà hình như tôi thấy chú là người hình như không đáng thương được. Ý sự việc chú xảy ra như thế mà chú còn thách đấu ra xin cá 5 tỷ mà tiền đâu chú cá. Tiền đâu chú cá. Hay là không lẽ tiền ở trong két sắt. Là vì cái ngày xảy ra sự việc tôi muốn nói như thế này nè. Đúng lẽ nếu trước khi chú mở cái sắt ra là phải có mẹ của cháu Hà là người đại diện cho gia đình, hay hoặc là anh hai cháu Hà là người đại diện. Bây giờ nè, mẹ ơi, anh ơi, ngày hôm nay sự việc xảy ra như thế, bây giờ tất nhiên vợ con vậy rồi, bây giờ tất nhiên con muốn mở cái sắt ra để là ví dụ con lấy tờ giấy để sau này con trình với cơ quan khi là mình đã ghé tàu về à bè gì đó xà lan mình đó, thì đó là trước mặt đó là phải ba mặt một lời đó, là phải có gia đình bên cháu Hà nè, chú nè, hay hoặc là ở đây bây giờ trước kia ví dụ gì xảy ra gia đình của chú nè, có nè, dì Mừ nè, dì Năm nè ở xà lan nè, rồi cưa cái sắt ra, rồi chú nói rằng có nghĩa là chú có mời công an ra để mà cưa cái sắt, nhưng mà tất nhiên tôi cũng sơ ý rằng là tất nhiên cũng không có mời, nên thử ở đây tôi cưa là trách nhiệm này do tôi là thừa nhận tôi sơ sót tôi sai. Lời chú có phát biểu như thế, mà trong cái sắt này xin nói thật với chú, tiền trong này bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà trong này không lẽ cái xà lan của chú như thế mà cháu Hà đi thời gian như thế mà không lẽ số tiền trong này không có được 500-700 triệu hay hoặc 1-2 tỷ, mà nhiều khi vòng vàng trong này cũng vẫn có luôn. Nhưng mà tôi muốn nói rằng hình như chú không còn uy tín với cháu Hà là vì lý do, có nghĩa là nếu chú còn uy tín thì trong mật mã này giữa vợ chồng chú ai là người cũng mở được hết. Đó là cái sự hòa đồng thương yêu, vợ chồng tin tưởng với nhau. Còn này tất nhiên mật mã chú không hiểu là tất nhiên vợ chú không còn tin chú nữa, tôi khẳng định điều đây. Hả? Nên là thử là ngày hôm nay cháu Hà đã qua đời rồi, nên mật mã này chú không biết, bắt buộc chú phải cưa ra. Mà chú cưa ra không phải một mình chú cưa ra, trong đó là có nội bộ của chú trong đó, vì Năm hay hoặc vì Mười trong đó. Hả? Thì tất nhiên các sắc này đòi hỏi bây giờ tôi muốn nói gặp bao nhiêu tiền của ai biết, chỉ có chú là người cưa cái sắc ra chú biết được. Nhưng mà số tiền sau này khi mà nếu thí dụ nếu chú là người có phạm tội đi chăng nữa thì số tiền này bao nhiêu lúc đó thì cơ quan người ta mới có thẩm quyền quyết định. À, lúc đó chú mới chịu trách nhiệm. Thì bây giờ thì tôi chỉ biết rằng chú cưa cái sắt ra trong đó, các sắt trong đó là có tài sản tiền của trong đó, có cả tiền và nhiều khi có nữ trang nữa. Phụ nữ mà làm sao vợ chú làm sao không có nữ trang. À, nhưng mà nó ngay tôi muốn nói rằng ông trời cao có mắt. Tôi muốn nói rằng hồi trước tới giờ những lời nói chú nó lộ qua nhiều câu nói lắm. Nếu mà giờ tôi hỏi chú nè, thí dụ nếu chú không có tác động, tại sao chú trả lời rằng không lẽ nó gà dính sao ta? Vì chú là người hiểu, nên thử chú mới phát biểu câu này. Mà tại sao trước kia sao chú chỉ những người nghĩa là làm công tác để kiếm tìm kiếm vợ chú, tại sao chú chỉ ở trong bờ Lục Bình này Lục Bình kia, chú đồ còn nói với chú A Xin bây giờ nghĩa là mua cả Lục Bình hay là những số người ta làm trà đó, người ta có đóng trà, mà đóng trà người ta nhiều khi cũng có giá trị tiền, nhiều khi 50-70 triệu một đống hay hoặc cả 100 triệu một đống. Nghĩa là chú đã xuất ra, chú A Xin mua đi để tìm kiếm vợ của chú, bao nhiêu tiền chú đã xuất ra chú trả. Nhưng mà chú A Xin không ngờ, hình như chú A Xin là cái người cũng có tâm đức cực kỳ, nên thử là cái sự nghi ngờ là cái tác động vợ của chú bị chú nói. Mà vợ của chú là có cái chỗ hình như bởi ngày hôm nay chú A Xin mới cào lên là tất nhiên lẳng quẳng nó gần gần chỗ là xà lan của chú. Là tôi muốn nói rằng hồi trước kia thí dụ chiếc xà lan của chú là hoạt đậu khi nước lớn quay lên đích về Long Xuyên, nên thử là ngày hôm nay ở trên trên Long Xuyên cào xuống thì như cách cái phản phao này hình như tôi nhìn thấy khoảng cỡ 20-30 mét, thì chiếc xà lan của chú khi chú nó thòng dây buộc vô cái phao cách ra cái mũi chú từ giá 5 mét chiều ra là một xà lan chú dài nhẹ gì phải từ giá là 40 mét, thì tất nhiên cái phản cào lên trên dưới cái phản phao là 20 mét, thì hình như tôi theo dự đoán của tôi, theo bình luận của tôi nghi ngờ hình như là trước khi chú nói là vợ chú nhảy xuống ở đó. Mà nhảy xuống ở đó thì tất nhiên thì chú nói rằng khi mà chú phát hiện được thì vợ chú nó trôi ra vừa sau đích xà lan khoảng 20-30 mét. Mà 20-30 mét thì tất nhiên chú chặt xuồng rồi chú xuống, thì tất nhiên thì chú đi lại bơi kiếm vợ chú. Chặt xuồng này là không có đâu, tôi nói chú biết không có chặt xuồng. Chặt xuồng là do chú ngụy tạo, tôi muốn nói điều này. Khi chú nó nhìn thấy vợ chú quay lại cự, mà nếu vợ chú chìm ở nơi đó thì tất nhiên trong cái lúc nước gồng đó thì vợ chú nó trôi hình như chắc xuống tại thung mốc đó.
Đó, là chiều cách nó khoảng từ từ đó xuống tới bốt là khoảng 10 cây số là một con nước cho xuống tới đó. Là khi một con nước hết rồi, tôi muốn nói rằng khi nằm ở đó nước đứng mà, nước đứng như đáy nó vẫn đứng, thì tất nhiên cái trôi của vợ chú không còn trôi xa nữa, nó lững lững nằm ở đó. Rồi bắt đầu khi nước lớn, bắt đầu nó trôi vợ chú chảy lên dài dài. Mà tôi muốn nói chú, nó con nước lớn nó chỉ chảy yếu hơn con nước gồng. Là con nước gồng có nghĩa là gì? Trong kinh, trong ở trong sông, trong kinh, trong đồng nó tuôn ra, nó chảy là tôi nói sức mạnh mừ. Con nước lớn nó chảy từ lằn vô trong kinh, nó rút rút từ lằn gì, từ lằn vô nó chảy chỉ có bảy mà thôi. Thì tất nhiên quá, bây giờ đầu tiên ở trên chỗ xà lan chú nè, thí dụ bây giờ vợ chú trôi xuống mười cái số nước lớn, trôi lên được có 7 cây. Rồi bắt đầu khi nước gồng nữa, nguyên một con nước gồng nữa, vợ chú trôi xuống 20 cái số nữa, hình như muốn tới dưới là giảm thấy ăn ông môn đó. Hả? Rồi lý do gì mà thời gian 12 ngày mà lẳng quẳng trôi lòng vòng ở nơi nào nước con người ta, mà trong khi nếu á chú nói là vợ chú nghĩa là tự tử mà phóng xong tự dặn, thì tất nhiên tôi hỏi chú nè, tại sao nước trong bụng không có, nước trong phổi không có? Đó là tất nhiên do là tất nhiên chắc là ở cơ quan đã có thông tin qua cho gia đình của cháu Hà á, là người đại diện gia đình biết, là cũng như nói rằng ở trong ruột không, trong bụng không có nước, trong phổi không có nước đó. Để tôi nghĩ rằng bây giờ tôi hỏi chú, nếu mà người đã xuống sông trước khi chìm, tất nhiên uống nước hình như đầy cơ thể hết, tôi xin nó rõ chú, tôi dám phân tích rõ ràng luôn đó. Còn cái này trong khi vợ chú không có nước, mà vợ chú tất nhiên cái này tôi nói rõ rằng có một cái vật nặng gì cực kỳ dữ lắm, nên thử móc như thế này gách ở dưới, nên thử vợ cháu, vợ của chú mới trầu lên, mới phì lên đó. Phì lên trong khi cơ thể không có con gì thủy tinh với sông, không có con gì ăn ghẻ hết, thì cái điều này tôi muốn nói rằng tôi nghi ngờ là tất nhiên có cái chỗ bao bọc kín đáo, nên thử vợ chú nổi lên không có mắc cái gì hết tất cả đó. Mà trong khi chú nói là vợ chú nhảy xong là phải trôi chìm, uống nước là phải trôi, dầu chú nhất không được cũng phải trôi, trôi theo con nước đó là nhẹ gì cũng phải xuống là 10 cái số xuống tới là ở chợ Thốt Nốt đó. Rồi tôi muốn nói rằng chúng ta tới chợ Thốt Nốt phải không? Rồi bắt đầu khi đã nước đứng đi, vợ chú nằm ở tại chỗ đó, trên dưới chỗ chợ Thốt Nốt, thí dụ như đi nằm ở dòng sông, sau này nước lớn chảy lên, vợ chú chảy lên được có 7 cây mà thôi ha. Nước yếu mà, nước lớn tất nhiên chảy yếu hơn. Rồi khi một con nước lớn đó, khi hết một con nước gồng, biết bao nhiêu con nước gồng, 5 tiếng đồng hồ, trên dưới 5 tiếng, vợ chú nó trôi gì xuống tới ở dưới là ở là giảm thấy ăn của bông dưới á, chứ không phải gần đó đâu. Hả? Rồi tới đó nhiều khi rồi bắt đầu rồi, khi cái con nước lớn trở lên, vợ chú trôi hình như chưa tới Thốt Nốt, tới con nước gồng nữa thì hình như vợ chú trôi nữa là hình như muốn tới gần thơ dưới á. Rồi tất nhiên 12 ngày, mà tại sao cái người mà tất nhiên nếu mà nó phóng xong tự dặn nước, tôi bảo đảm mấy chú 3 ngày nổi lên, nếu trễ lắm là 4 ngày nổi lên, mà nếu ngừng nổi lên là phải có gông ghiêu đóng nhất nhật. Đó, mới gọi là tất nhiên người đã phóng xong uống nước đã chết. Còn này tất nhiên vợ của chú như thế này mà khi nó cào móc lên mà tới 2-3 lần nổi lên một cái phịch. Thế mà dò cẳng còn huynh quang, còn công lợi tay, còn huynh quang như thế này, thì tất nhiên tôi muốn nói rằng là tôi nghi ngờ. Theo phân tích của tôi là tất nhiên có cái chỗ là bao bọc. Còn ngựa xuống sông chết rồi nổi lên hai giò thẳng băng, hai tay thẳng băng à. Đàn bà thì lật ngửa, đàn ông thì lật úp. Tôi nói chú nè, tôi đi theo ghe cái thời của ông già tôi trước năm 75 nè. Chứ tới bây giờ tôi vẫn ngồi đi ghe nè. Con tôi từng té xong nè, tôi từng vớt nè, tôi từng uống nước nè. Khi tôi chào mới họng luôn tôi mới vớt được con tôi. Mà với người ta bên ngoài nữa. Tôi xin nói chú biết á. Nếu mà việc nghĩa từ trước tới nay tôi không làm, thì hình như ngày hôm nay thì việc cái chú tôi không nhúng tay vô tôi phân tích việc này. Nếu tôi phân tích vô sự việc này thì hình như chú nghe được. Thì hình như nếu mà chú là người có nghĩa là có cái tâm, có nghĩa là nhận thức được, thì tất nhiên là nghe là chú không hờn giận đối với tôi. Mà nếu mà chú có cái tâm có nghĩa là hình như quá thô bạo, thì xin nói thật chú tìm tôi. Dầu chú có giết được tôi đi chăng nữa thì hình như cái mạng chú cơ quan nhà nước cũng không tha chú được. Tôi xin cho chú biết, nói chú biết là vì cái việc nghĩa hình như tôi nên làm. Tôi sợ chết chứ, nhưng mà nó rõ ràng nếu tôi làm đúng rồi thì hình như tôi sợ là sợ những người tiểu nhân à. Còn nếu tôi làm đúng rồi thì tất nhiên tôi không sợ hết, mà nếu làm sai thì tất nhiên tôi mới sợ với cơ quan pháp lực. Tôi xin nói cho chú biết, tuổi chú còn nhỏ lắm, mới 40 mấy tuổi rồi, 43, 44 mà xin nói thật, hình như tôi sanh chú được đó, tôi tuổi tôi 60 mấy rồi,
Hình như ngày hôm nay tôi già chứ tôi cũng vẫn sợ chết. Con người sống mà, ai không sợ chết, ai cũng muốn sống. Nói sự thật, con chó nó sống, nó ăn cứt, nó còn muốn sống. Tôi nói chú biết chú không gì con người. Nhưng mà tất nhiên sự việc này xảy ra thì hình như phải nói nó quá xôn xao. Và phải nói là cả một cái cộng đồng, cả nước Việt Nam của mình 90 triệu dân, và tới luôn cả cộng đồng quốc tế. Tôi xin nói thật, sự việc này hình như loan tin mãi mãi, tôi xin hứa chú, hình như không thể nào chú bịt miệng được ở trên miệng đời của thế gian này. Ngày hôm nay là trước khi tôi dứt lời, xin nhắc lại chú cái vụ mà chú cái ở xe 5 tỷ này đó hả. Xin nói thật cái chú, nếu mặc việc bình thường, xin nó gõ chú nghe, ở đây nè, tôi có 10 tỷ cá chú luôn, tôi có tiền. Chứ không phải không, xin nói chú đó, chứ đừng nói chú nói mà chú có 50 tỷ hình như, chú nè, chú nhìn xuống đi, bao la người tôi gắt khổ hơn chú. Mà chú nhìn lên đi, chú bằng ai? Mà chú nói là chú lên tí chú có 5 tỷ là cái gì? Đây là chú chạy, chạy là chạy gì? Là gì chú chạy là để như chú nhờ YouTube đưa lên, để là cũng như phà làm giúp đỡ chú là người không phạm tội. Mà tại sao trước khi phóng viên hỏi chú, anh có khẳng định anh là người có phạm tội hay không? Chú còn trả lời, tôi khẳng định rằng tôi là người không phạm. Nhưng mà không, chỉ chờ cơ quan pháp luật người ta là điều tra. Nổi cái chỗ này không là tất nhiên đó là nên nghi ngờ chú rồi đó. Mà nghi ngờ cái thằng bằng phía sau, còn những bằng phía trước đó. Chú nói không lẽ nó gà dính sao ta? Nó gà vòng vòng nó văng lên rồi. Tôi hứa chú, nhưng mà chú nên nhớ đi, cơ quan pháp luật hình như người ta đang còn trong cái dòng điều tra. Có nghĩa là hiện bây giờ người ta chưa long tin cho ai biết tất cả đâu. Cơ quan làm bí mật lắm. Chuyện này tôi muốn nói rằng hình như trong nghi ngờ không phải mình anh chú. Một khi xảy ra sự việc rồi, nếu chú là người có phạm tội hình như tôi muốn nói là cả một về đó, chứ không phải mình anh chú. Chú nên chờ đi. Thì nó nghe cũng rất là bức xúc trong cái vấn đề là của chú Tuấn hình như là quá manh động. Nghĩa là mình nghĩ rằng mình tự tin cho mình là người đã đúng. Nhưng mà sự việc thì đúng hay không thì chờ có kết quả của bên là của bên công an điều tra quyết định là công bố như thế nào, ai là người có tội hay ai là người không có tội, hay hoặc như chú Tuấn có tội hay hoặc không có tội. Thì cái điều này tôi nghe thì như là chú Tuấn đã công bố là rõ ràng là ở khi là đã được là YouTube quay phim lên là ở chỗ cái dưới dạ cầu là bên hông của là cầu Dầm Cống. Thì tất nhiên chú Tuấn có là trả lời nói rằng tao thách đố với thằng A Xin, tao thách đố thẳng với mày và nói thẳng với mày luôn. Có nghĩa là nếu tao là người phạm tội thì tất nhiên tao thua mày 5 tỷ. Còn nếu sau này tao là người không phạm tội thì tất nhiên mày phải thua tao 5 tỷ. Nhưng tất nhiên là gia đình mày, mày và vợ mày và có thêm những cái lời lẽ hình như muốn nói rằng là cả một cái dòng họ của A Tấn và của chú Xin và vợ chú Xin là tất nhiên gom góp lại đủ số tiền 5 tỷ để cá cược với tao. Đây là cái tài sản của tao, xà lan là trị giá 5 tỷ. Nhưng mà xin nói chú như thế này, sự việc vừa xảy ra như thế thì tôi muốn nói như thế này, chú đừng là người quyết định như thế. Tôi xin phân tích cho chú biết là vì xà lan này trước kia của vợ chồng chú là người có thẩm quyền tất cả. Nhưng ngày hôm nay vợ chú đã qua đời rồi, chết rồi. Thì sự việc này xà lan ngày hôm nay đồng ý là do chú là kể như là người thừa kế. Nhưng mà sự quyết định này tất nhiên cũng còn con của chú. Con của chú đã trưởng thành rồi, 18 tuổi. Và trong cái phần này thì tất nhiên nếu chú muốn bán được xà lan thì tất nhiên cũng phải có cái giấy chứng tử của vợ chú là cháu Hà khi sau này đã ra tới cơ quan pháp luật. Nếu mà cái sự thật như thế rõ ràng á, thí dụ chú được nè, cái tờ là chứng tử của vợ chú nè, xong rồi nè, sau này chú muốn bán xà lan tất nhiên cũng phải có cái sự đồng ý của con gái của chú là tất nhiên cháu Linh. Tại vì cháu Linh cũng có cái phần hưởng trong này.
là luôn cả một cái thằng con của chú là nó nhỏ quá, nó nghe tên gì tôi cũng không biết đó. Nhưng mà cái phần này tất nhiên cái đứa cháu này tất nhiên có lứa tuổi nó chưa trưởng thành, tôi chưa nói tới đi, nhưng mà cái phần hưởng trong này cũng vẫn có luôn đó chú. Nhưng mà chú khẳng định rằng là tất nhiên với là YouTube là chú nói rằng nếu tao là người phạm tội thì tất nhiên á, trong á, là cái xà lan này tao trị giá là 5 tỷ. Nhưng mà khi YouTube đã có hỏi chú, có nghĩa là anh Tuấn ơi, anh có khẳng định rằng anh là người có phạm tội hay không? Anh trả lời rằng tôi khẳng định tôi là người không phạm, không. Để chờ đó cơ quan pháp luật người ta quyết định. Là cái chỗ vừa chú quyết định như thế mà cái chỗ hơi hớ không này thì chú nên suy nghĩ rằng chắc chú 50-50. Chứ chú chưa khẳng định rằng, nếu chú là người khẳng định rằng chú là người không phạm tội, tôi khẳng định rằng tôi là người không phạm tội. Còn này chú, tôi khẳng định tôi là người không phạm, không, để chờ cơ quan giải quyết. Thì cái điều này xin nói thật cái chú mập mờ trong cái chỗ này, tôi muốn nói rằng trong cái sự bảo đảm của chú hình như chưa được bảo đảm, thì tôi cũng xin bình luận. Và tôi nghe cái những cái câu nói của chú thì hình như chính như tôi thì tôi cũng là người nghi ngờ hả, vì chú không quyết định được, chú mập mờ với cái chỗ có và không. Với cái chỗ này chắc chú nghĩ rằng đây là tôi theo tôi cái sự phân tích thì 5 năm chú cũng còn nghĩ rằng là trong khi mình cũng còn cái chân thế hay là hoặc là cái tiền của mình. À, nên tự là có khi chú nghĩa là nó rõ ràng cuộc sống của chú mà trên bức đường ở dưới sông cũng vậy, mà trên bờ cũng vậy, nó ngay chú là người quan biết rất nhiều. Đường thủy giao thông thì tất nhiên chú là người biết cũng rất nhiều, bị chú là có một cái tài sản lớn đi đường giao thông chú hiểu rồi. Chính tôi ở đây là công việc làm nhỏ, sự thật thì nói cho ngay có khi cũng có cái nghĩa tình với anh nhiều anh cán bộ giao thông hả. Thì đối với chú thì hình như cái chỗ này nó quá thừa thải với cái chỗ quen rộng lớn rồi. Nhưng mà chú này chú phát biểu những cái câu mà chú là nghĩa là muốn thách đấu với Asin này, hình như chú cũng tin tưởng rằng hình như là nó ngay chú đừng tin tưởng quá. Sau này sự việc có thể là sẽ công bố thì hình như sự việc đó mới biết được là kết quả. Nhưng mà tôi nói rằng hình như nghe là nó cũng nhiều cơ quan, ví dụ như từ cấp tỉnh rồi lên nó từ cấp thành phố rồi ra tới cấp trung ương. Nhưng mà sự việc này tôi nói rằng hình như những người có tâm có tầm thì hình như họ xem trên kênh này, hình như tôi nói rằng rất nhiều người trong nước ngoài nước hình như nghi ngờ chú là có cái tác động trong sự việc này, chú đừng nên quả quyết. Hình như tôi nói rằng những cô bác nè, những người cán bộ lâu năm về hưu đủ các ngành, hình như người ta cũng nhúng tay vô việc này đó. Là vì sự việc này là nó rõ ràng chính ngày hôm nay chú là người còn quá manh động thì sự việc này chú nên nhớ kỹ rằng hình như cái chỗ an toàn chú, hình như tôi muốn nói rằng chú không khẳng định được 100% chú là người vô tội đâu. Chú nên chờ cơ quan thực thi của pháp luật đi. Có nghĩa là pháp luật Việt Nam của chúng ta cũng vẫn công bằng chính nghĩa với cái chỗ là người đúng và người sai, ai là sai ai là đúng. Tôi cũng mong cơ quan chức năng từ cấp nhỏ cho đến cấp lớn có nghĩa là cũng xem được trên kênh này, và nó ngay cũng là giúp đỡ cho những là người cô đơn yếu thế và những người nghĩa là không hiểu luật pháp cho nhiều. Nên là tất nhiên gia đình của cháu Hà đây cũng nhờ cộng đồng xã hội để lên tiếng bằng cái lẽ phải, lấy lại sự công bằng cho cháu Hà. Có nghĩa là đúng sự thật cháu Hà chết là người nhảy xong tự vặn, hay là người có bị ai là người tác động cho cháu Hà để là nằm dưới dòng sông 12 ngày, mà khi ở đây chú A Xin là người chủ chốt đứng ra có nghĩa là nghi ngờ sự việc nên thử cào móc như thế, cháu Hà đã nổi lên bằng một cách phải nói là cực kỳ đáng thương. Thì tôi muốn nói như thế vậy, thì sự việc ngày hôm nay thì nó ngay nói nhiều cho quá thì tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều hơn. Thì tôi cũng phân tích bao nhiêu đó. Chú Tuấn ơi, chú đừng tự tin chú là người không có tội. Ở đây tôi là cũng xin bình luận như thế. Ở đây là tôi cũng còn nghi ngờ chú trong sự việc này. Nhưng mà cái sự nghi ngờ có quyền bình luận của tôi, nhưng mà tôi cũng mong